Cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào đến toàn thể mọi người. Ngày hôm nay thì cửa hàng em giới thiệu các bác về một lô máy cưa xích Nhật bãi nhé. Và lô cưa ngày hôm nay thì em ký hiệu mã U, từ U1 cho đến máy cưa mã U8 á. Và đầy đủ những cái hệ máy cưa như cắt gia đình, cắt tầm trung và cắt gỗ to. Thì số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Và bên em có chế độ bảo hành các bác là 6 tháng nhé. Tặng các bác 3 món đồ, típ mở buji, rũa cưa và tua vít chỉnh chế. Hàng máy bên em thì là bao ship luôn. Và khi gửi hàng đến nơi thì các bác được kiểm tra hàng và được đi test máy thử luôn. Đó. Và đây là những cái hệ cưa giới thiệu trong lô ngày hôm nay. Echo 3006 này, Echo 361, 362, 3640, Makita, Hitachi, Tanaka. Đó. Và bây giờ em sẽ giới thiệu từng cây máy có đọc thông số này, cân nặng và giật nổ để các bác trải nghiệm thử xem là cái hệ cưa nào đang phù hợp với công việc nhà mình nhé. Với chiếc máy cưa đầu tiên, giá rất là mềm luôn, là dòng máy cưa tay cụt này của dòng thương hiệu cưa Tanaka PMS330A. Có công suất máy này là 33cc và nòng máy 38 ly. Hệ máy cưa này có cân nặng nhỏ nhẹ thôi, là 4 cân các bác nhé. Máy 4 cân này. Đó. Lam dài là 35, mặt lam cắt 30. Và cái dòng máy cưa nhỏ nhẹ này thì phục vụ các bác là cắt củi gia đình này và leo trèo cắt tỉa nhánh tỉa vườn này. Đó. Có bơm xăng phụ ở phần trên, và phần trên này các bác đổ xăng pha nhớt, bên dưới cùng các bác đổ nhớt lam. Đó. Còn máy móc bên em là bao zin luôn. Ok. U1 giá là 1.500.000 đồng. Máy móc bên em là bao nhớt lam và bao máy dễ nổ nhé. Nhiều cây máy em quay thì em sẽ không bỏ nhớt vào nữa, để khi mà quay giật nó sạch sẽ hơn. Nó bắn ra ngoài nhìn rất là bẩn thì em sẽ không cho vào. Còn em khẳng định các bác là máy móc bên em là có nhớt đầy đủ nhá. Còn đến nơi các bác được vẫn được kiểm tra hàng mà, nên các bác cứ yên tâm. Tiếp theo này, cây máy thứ hai này, hai cái hệ này thì nó là một luôn này, cũng đều là một công số, thông số cân nặng với nhau. Nhưng chỉ khác cái là một cái hệ cưa này là để cắt tay cụt này, một cây là để tay dài. Đó, các bác đăng ký cắt tỉa nhánh tỉa vườn thì các bác hoạt động cây này nhé. Cây này thì mã là cưa là U2. Đó, cũng là công suất máy 33cc, nòng 38. Lam máy này dài hơn chút này, lam dài là 40, mà lam cắt 35, mắt xích cực kỳ đẹp luôn. Đó, mắt xích cực kỳ đẹp. Máy móc có bơm xăng phụ đầy đủ này. Ok, mã U2 cũng để giá là 1.700.000 các bác nhé. Mã U2 giá là 1.700.000 đồng. Đây là Tanaka này, Powermate này, PMS335A. Đấy, Make in Japan các bạn quan này. Make in Japan này, hàng máy cưa Nhật thì cực kỳ chất lượng luôn. Bô máy sáng nhá. Máy này thì bô cực kỳ sáng luôn, bít tông đẹp. Đó, máy này độ mới cao. Về phần vỏ áo các thứ này nhìn rất là chất lượng này. Ok. Tiếp theo này đến cây máy cưa thứ ba. Cây này là cưa Tanaka, cũng là Tanaka này, ba cây Tanaka liền. Cây này thì dòng máy cưa lớn này, công suất máy là 35cc, nòng máy 39 ly. Hệ này tháo bô kiểm tra thì còn nguyên vân ngang rồi nhá, cực kỳ đẹp. Bô máy sáng này, lam dài là 40, mà lam cắt 35, chạy xích chung 91. Và đây các bác nhìn qua sợi xích thì còn rất là dài dặn. Cái xích này thì rất là dễ mua này, cực kỳ thông dụng luôn. Đây là hàm rồng, bô máy sáng đẹp này. Đó, khóa xích đầy đủ các bác nhé, có bơm xăng phụ và khóa xích giật trợ lực nữa. Đó, cái cây này các bác cắt cây đứng và đi xẻ gỗ cực kỳ nhanh luôn. Cái dòng phân khúc máy cưa cắt tầm trung.
U3 giá là 1.800.000. Tiếp theo đến cây cưa mã U4 này. Cây này dòng cưa Makita MDE400 có công suất máy là 40cc và nòng máy bít tông 40mm các bác nhá. Làm cực kỳ đẹp luôn, làm còn nguyên chữ và chưa có vết xước ở phần lam. Mà chạy xích chung 91 này, làm nguyên dòng chữ này, làm dài 45 phân, mặt lam cắt được cắt là 40. Đó, rất là dài. Cây này thì chạy chế One Pro và cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Chạy rất là lực nhá, máy cắt lực cực kỳ. Cân nặng của hệ này thì 4,5 cân. Đó. Đây. Máy này thì lốc máy thì nó có bị dính một cái keo trắng đây các bác nhá. Có thể bóc cái keo trắng ra được. Đó, không phải bị xước đâu. Đây là bị dán theo thêm cái keo của nó. Còn là về bô, lốc thì đã kiểm tra kỹ, hàm rồng còn trắng toát luôn. Đó. Có chỗ mà các bác căn chỉnh cái ốc chân lam là xích trùng xích căng ở cái chỗ khe này. Đó, ở cái khe này có ốc ở đây. Ok. Máy này thì có sử dụng núm bơm xăng và khóa xích nhá. Ok, mã U4 1.600.000, cây này thì quá mới luôn. Đây giật mới luôn. Ok, mã U4 này giá là 1.600.000 đồng. Đó. Tiếp theo, cây máy cưa U5. Cây này cây Makita 3640, nhưng chính xác của nó là của dòng cưa Echo 361 nhá. Cái hệ Makita này nó mượn thương hiệu về nó làm thôi. Còn về tất cả các chi tiết máy này là của dòng cưa Echo. Đây các em đặt hai cái máy cưa Echo để các bác đánh giá nhìn qua này. Đó. Thì cái nhà sản xuất của nhà Echo thì nó khác một chút, nó có tấm lưới hay là cái gì, nó không khác nhau về cái cốt lõi bên trong, nó chỉ thiết kế ngoài ở viền ngoài một chút để nó tạo sự khác biệt thôi. Còn thể cả cái ốp giật này nhá, lắp sang đây giật vẫn được bình thường. Đó. Ok. Cây này thì lam dài là 45 mà lam cắt 40, đầu máy lam latin các bác nhá. Đầu lam latin này, cây này trọng lượng cân nặng cả lam xích tầm 5 cân. Đó. Cây U5 2.1 triệu. U5 2.100.000. Tiếp theo đến cây máy cưa mã U6. Cây này là cây Echo 362, cũng công suất với cái như cái kia nhá, là 36cc và nòng bít tông 40mm. Với phân khúc hệ các bác cắt những dòng máy nòng nằm cắt như này nhá, là các bác cắt xẻ cực kỳ mượt mà luôn. Đó. Cần với độ thời gian cắt lâu dài cả ngày, hoặc có nghĩa là cắt lâu dài. Đó, nóng máy dễ nổ. Và khi mà cảm tưởng mà máy nóng lên ấy thì cái tua nó càng cao. Đó, cắt nó càng bốc luôn. Đó. Cây U6 này giá là 2.400.000. Cái này thì được cái làm rất là đẹp, làm nguyên bản của máy luôn. Đó. Làm máy đầu latin nhá và chân xích 325. Về máy móc thì bao bền bao zin hết luôn. Ok. U6 2.400.000. Cây này cắt cực kỳ mượt luôn. Đây các bác nhìn qua về cái máy cưa này nhá, cực kỳ chất lượng. Đó.
U6 2,4 triệu. Tiếp theo đến với hai cái cây máy cưa gỗ cắt nòng đứng nhá. Em có cây máy Yama, đấy cái này là cây Echo 361 và cây cưa này cũng công suất 36cc nòng 40 này, hệ cưa nòng đứng này. Các bác công việc các bác cắt cây đứng xẻ gỗ to này, cũng gỗ mỡ bạch đàn, các bác cắt những dòng này thì cực kỳ mượt mượt luôn. Thứ hai nữa là dòng máy cưa của Nhật ấy thì sử dụng rất là bền bỉ. Về bên trong nhá, là bên em tháo những cái con ốc này ra này, rồi vệ sinh trong ngoài sạch sẽ hết. Đó này, để làm sao khi các bác sử dụng máy là được cái chất lượng là thứ nhất nó phải sạch, thứ hai nữa là nó phải bền. Bởi vì khi tháo ra kiểm tra hết những dây dợ bên trong có những sợi nào đứt hoặc là có vấn đề gì thì em sẽ khắc phục luôn. Về cái máy móc được bao nhìn qua lam nhá, lam Yama, lam zin bản nguyên máy luôn này. Đây Yama này, đây cũng Yama này, lam dài 40 mặt cắt 35 chạy xích 91 đó. Ok, máy U7 2,5 triệu. Các bác sử dụng máy thì bác bơm cái núm bơm xăng căng lên nhá. Đó, bơm núm căng lên là được. Đấy. U7 2,5 triệu. Tiếp theo đến cây máy cưa số 8 là cây máy cuối cùng ngày hôm nay là V3600. Cây này là đời cưa 4 số nhá. Công suất máy là 36cc, nòng bít tông 40 ly. Cây này có trang bị lam khá dài, lam dài 45 mà lam cắt 40 và có xích chung 91 và đã lên xích mới. Đầu máy lam latin cơ nhá, lam echo nguyên bản luôn. Máy này cân nặng là 5 cân. Đó. U8 để giá là 2,6 triệu, có sử dụng núm bơm xăng ở đây. Đấy. Những dòng cưa này các bác cắt cây đứng thì cực kỳ mượt luôn. Và các bác nhìn xem có được độ chắc chắn cực kỳ cao nhá. Máy này cầm rất là đầm tay luôn. Đó. U8 2,6 triệu. Mã U8 2,6 triệu. Và đây là 8 cây máy cưa em vừa giới thiệu qua. Các bác có nhu cầu mua một chiếc máy cưa nào đó ở trong lô máy này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0392 973 923. Và các bác xem video thấy hay thì vui lòng cho cửa hàng Tuấn Hải bên em xin một nút like, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.